tình chúng mình đi đã nhiều, hay là con đường mình đang đi vào rất là nhiều buồn xung quanh. Bây giờ là sẽ gấp gáp những con diều đó. Thấy mua diều rồi đó, thành viên cũng thêm mình chạy đi mua thêm một con nữa nha. Khúc này là gáp nè, chu chu nhờ cho cô bà gáp giùm con diều. Cuối cùng thì cũng có được cái cây của ba chú mẹ. Cây dài quá rồi chứ. Con gì cái cây nó như vậy đó, tao bo đo bằng mà dài gì. Chuẩn bị là sẽ đi thả thôi. Hình như người ta lòn vô cái phía dưới của con dèo á, anh hai ơi. Đi, thả cho. Quá cho con, cho con. Con đó, diều của con là con gì vậy? Con cá mập. Rồi à, mập dữ lắm á. Cái mập trắng, cái con đó là tiêu đời luôn. Cá mập sao mà nhảy lên trời được? Cá mập đó, đi. Đi còn dấp té đó. Cái xấu nhảy lên răng thịt. Không được đâu, con này bay cao nữa đó. Con của anh hai vậy dạ, con diều nữa kìa. Con diều cá mập đó là của cái chú hồi nãy thả. Con diều Phượng Hoàng thì nó đã bay lên rồi. Một lần thả nó đã bay lên rồi. Và chú đang chơi con diều đó nè. Còn mình thì đang chật vật với con cá mập. Đây là mình nhờ sự trợ giúp của một thành viên trong team nè, đi cầm con diều để thả lên. Lúc này là mình hả cầm con diều mình chạy quá trời luôn, con diều cầm đầu nhưng mình vẫn chạy rồi phải sửa con diều, cố gắng để con diều nó bay lên. Mặt trước không được mình chuyển qua mặt sau một cột, cột tới cột lui, cột xuôi cột ngược mình vẫn cột.
sẽ bay lên. Con mình nó cứ đeo theo nó chê mình hoài. Cha thả dở quá, hồi để con thả cho. Bây giờ mình bắt đầu thả lại lần hai nè. Còn mong sao là kỳ này nó sẽ được nha. Rồi, mình thả lên. Chiều hoàng hôn với cơn gió mạnh mẽ. Những kỷ niệm tuổi thơ đang ùa về. Sao chú nói vậy? Cái con nghèo này mạnh, cái con này có dấu mạnh quá, sắp hết cây luôn. Ở đây là con diều của một thành viên trong team đã đi mua về và lại thả lên được. Một con diều phượng hoàng lại được thả lên, mà con diều cá mập thì vẫn chưa được thả lên. Con cá mập này biết hành thiệt. Đó, đây là khung cảnh mình ngồi sửa con diều gần một tiếng mấy đồng hồ, làm các kiểu, nào là cột đuôi, nào là cột dây, nào là sửa sang này nọ các kiểu. Coi khúc này á là con diều nó đã lên rồi nha. Nó lên được nửa đường rồi, nhưng mà nó khoái lạng quá, nó họ lạng với họ cắm đầu không à. Mình hả kéo dây hả rồi lăn té buông xả các kiểu đó, nhảy nhót rồi các kiểu, và cuối cùng là mình xin bỏ cuộc nha các bạn. Mặt mình buồn chưa, mình thả hoài luôn nó không lên. Khi mình bỏ cuộc á rồi cũng là lúc á là nghỉ luôn á. Tại vì á hả trời vừa lên nắng, hạ nắng á là đi thả, bây giờ là trời tối luôn rồi đó. Con diều á nó cứ cắm đầu không, bây giờ mình không thèm lụm nữa, mình kêu một thành viên trong team mình đi lụm luôn rồi nha các bạn. Bạn thấy không, cũng đồng thời là diều làm ra mà con đực con cái nè, thấy chưa? Con của người ta bay hai con bay im ái ghê không. Nó còn con diều nè, về đó, đi lụm xong về làm khiên luôn rồi, làm Spider-Man luôn rồi mấy bạn ơi, siêu nhân luôn rồi. Đổi phong cách chơi diều luôn rồi nha, nó cầm làm những cái khiên gì đó, đội trưởng Mỹ. Rồi giờ team của mình á xin á kết thúc buổi thả diều ngày hôm nay nha, hẹn các bạn vào một buổi quay gần nhất nha. Đó, thành viên trong team xin chào các bạn và hẹn các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn.